Có nhiều người mới mua DJI Osmo Pocket 3 nhưng chưa biết cách kích hoạt, thì video này chúng mình sẽ giúp bạn làm điều đó. Đầu tiên, hãy gạt màn hình để bật máy. Sau đó, chọn ngôn ngữ phù hợp với bạn. Quét mã trên màn hình Pocket 3 để tải app DJI Mimo về điện thoại và đăng nhập tài khoản DJI. Bật Wi-Fi và Bluetooth trên điện thoại. Mở ứng dụng DJI Mimo, nhấn Device ở màn hình chính, rồi chọn kết nối với Pocket 3. Nhấn đồng ý ở trên Pocket 3 để cho phép kết nối, rồi tiếp tục nhấn Active và bỏ qua các hướng dẫn như trên màn hình. Vậy là xong. Chúc các bạn thành công nhé!